cho cả nhà mình một căn nhà quá đẹp luôn nha. Hai cặp song sinh giống như căn biệt thự mini luôn cả nhà mình. Tân cổ điển ha. Ở ngay Quang Trung luôn. Hôm bữa anh chị nào có kêu em tìm thì bữa nay alo lại cho em ha. Quá khá căn nhà luôn cả nhà ơi. Mới toàn chưa có người ở luôn nha. Còn chị đang dọn dẹp trống ha. Rồi. Em sẽ chuyển camera quay chi tiết cho cả nhà mình xem nha. Đây là chi tiết luôn cả nhà mình nè. Căn nhà ở Quang Trung ha. Bề ngang là 5,2, chiều sâu vô 7,2 ha. Sổ hồng riêng luôn. Chị chủ rất là xinh đẹp nha. Tặng full nội thất luôn. Hai căn nhà kế bên luôn nha cả nhà mình. Rồi em sẽ tiến vô trong em quay cho cả nhà mình xem. Đằng trước đây thì cũng có cái không gian bàn ghế đồ ha. Bàn ghế xích đu đồ chiêu chiêu đồ nha. Nguyễn Thực nhà thật nha. Cả nhà có xem được ghé qua kênh ủng hộ bạn ấy. Rồi em sẽ quay chi tiết lên. Quá trời cái căn nhà luôn. Giờ muốn mỏi tay luôn chưa hết nữa nha. Nhà một trệt ba lầu. Sân đằng trước thì quá xá là rộng luôn. Không biết để bao nhiêu chiếc xe mà nói nữa. Đó. Rồi em sẽ tiến vô trong em quay nha. Nhà còn thơm mùi sơn luôn. Thiết kế kiểu biệt thự mini á cả nhà mình. Đây có một cái bộ ghế sofa ha. Để gọn em cái góc nha, rất là hợp lý. Một bó hoa. Xem hồ đó chị chủ có để hai chậu cây nha. Tạo một cái không gian xanh trong nhà ha. Cái góc này thì mình thiết kế mình để tranh hình ảnh dụ được các kiểu ha, và lưu niệm được. Bên trong là cái không gian nhà bếp. Nhà mới toan luôn nên chị còn đang vệ sinh ha. Cả nhà mình thấy ok cứ việc nhấc máy alo em, chỉ tới dọn vô ở ngay thôi, khỏi cần suy nghĩ gì hết á. Nhà thấy không, cái thiết kế kiểu hiện đại nha. Bồn rửa tay nha. Nhà vệ sinh thì thiết kế gọn ở dưới chân cầu thang. Rồi em sẽ đi lên lầu em quay cho cả nhà mình xem. Đặc biệt kênh em là quay chia sẻ thực tế nha cả nhà mình. Em có sao nói vậy nha. Dưới kênh em chuyên nhận review bất động sản ha. Em chỉ nhận thù lao quay video thôi nha. Rồi, đây là cái phòng thứ nhất. Gồm 4 phòng ngủ luôn nha, 5 nhà vệ sinh. Phòng ngủ không có ấy, không có to lắm nhưng mà thiết kế setup rất là gọn gàng nha, tinh tế sang trọng. Không thua kém gì khách sạn 5 sao hết cả nhà mình ơi. Đây có tủ ha. Phía bên đây. Wow. Không gian rất là thoáng ha. Cả nhà mình tháo mấy cái cánh cửa này ra cái là gió mát rượi rượi luôn. Đôi khi khỏi cần máy lạnh luôn. Trong phòng thứ nhất là có nhà vệ sinh luôn nha. Nhà vệ sinh này rất là to. Hiện đại nha, quá đẹp luôn. Em sẽ tiếp tục đi qua phòng thứ hai ha. Đúng không? Cả nhà thấy thiết kế rất là gọn nha. Mỗi một cái phòng là có một cái nhà vệ sinh riêng ha. Quá xá là tinh tế luôn. Bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ đồ, tủ quần áo. Rồi tiếp tục em sẽ chia sẻ trên tầng 2 ha.
Nhà này sở hữu bề ngang 5m2, chiều sâu vô 7m2 nha cả nhà mình. Phòng này hiện tại là còn để trống nè. Rất là phù hợp với gia đình mà có nhiều thành viên á. Tại vì mỗi tầng là sẽ có hai phòng riêng. Mỗi phòng là sẽ có nhà vệ sinh riêng hết ha. Quá đẹp luôn. Chị chủ là tặng full nội thất hết ha. Sổ hồng riêng, công chứng liền. Đây là ở trên sân thượng nha. Em sẽ quay. Wow. Khá là hợp lý cho không gian nha cả nhà mình. Không gian sân thượng gia chủ để rất là nhiều cây xanh nha, tạo một cái thoáng mát ha. Có ghế chiêu chiêu đây đó, bàn cà phê cuối tuần đâu ha, họp hội bạn bè đâu, cây cối đồ ok hết nha cả nhà mình. Quá xá cho một căn nhà rồi. Căn nhà này hướng đông nam nha. Phá cửa lại. Ở kênh em chuyên nhận review bất động sản ở cả nhà mình. Cả nhà có bất động sản cần bán thì cứ alo cho em. Em chỉ nhận quay thù lao, quay video thôi nha. Số điện thoại em thì lúc nào em cũng ghim trên màn hình hết. Đó, em nói sơ thông số về căn nhà lại ha. Bề ngang 5m2, chiều sâu vô 7m2. Tổng diện tích là 39 mét vuông ha. Rồi một trệt 3 lầu, sân thượng để xe rồi thoải mái hết. Giá chủ cho ra đi là 5 tỷ 450. Có thể thương lừa lượng với chị chủ nha. Cứ nhấc máy alo em sẽ dẫn trực tiếp qua gặp chị chủ. Không qua bất kỳ trung gian nào hết cả nhà. Rồi, cả nhà thấy giá phù hợp thì cứ alo cho em. Em cứu video, chúc cả nhà mình, ai đang xem video của em có thật nhiều sức khỏe ha. Rồi, em chào cả nhà mình luôn.